Trong đó, kiểm tra tại phòng 203 có 4 đối tượng, phòng 302 có 4 đối tượng đang có hành vi tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 17 viên kẹo, 16 chỉ ke, thuốc lá điện tử, nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và 4 con dao các đối tượng khai nhận cất giấu để tự vệ, giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Con gái, chúc mừng con đã đậu vào trường đại học con muốn. Bố mẹ sẽ tặng con một chiếc điện thoại mới nha. Lần trước, bố đã tặng con chiếc Vivo i15 đẹp và bền lắm, nên con vẫn chọn Vivo bố nhá. Vậy bố mẹ sẽ mua cho con chiếc Vivo i22s có thiết kế khắc vân sáng laser mới nhất. Tôi thích thế. i22s sử dụng chip Mỹ Snapdragon 680, bộ nhớ RAM mở rộng đến 16GB, mà giá chỉ có 5.990.000, đang được đồng loạt giảm giá 300.000 từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9. Trả góp lãi suất 0% đấy con yêu. Vivo i22s là nhất bố ạ. Vivo, chất lượng khẳng định thương hiệu. Con gái, chúc mừng con đã đậu vào trường đại học con muốn. Bố mẹ sẽ tặng con một chiếc điện thoại mới nha. Lần trước, bố đã tặng con chiếc Vivo i15 đẹp và bền lắm, nên con vẫn chọn Vivo bố nhá. Vậy bố mẹ sẽ mua cho con chiếc Vivo i22s có thiết kế khắc vân sáng laser mới nhất. Tôi thích thế. i22s sử dụng chip Mỹ Snapdragon 680, bộ nhớ RAM mở rộng đến 16GB, mà giá chỉ có 5.990.000, đang được đồng loạt giảm giá 300.000 từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9. Trả góp lãi suất 0% đấy con yêu. Vivo i22s là nhất bố ạ. Vivo, chất lượng khẳng định thương hiệu. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.